Mình đang hẹn hò cùng Simmy và bây giờ mình đang muốn tạo một bất ngờ cho cô ấy. Nếu các bạn muốn mình hôn Simmy á thì các bạn đừng quên là hãy ấn đăng ký trong vòng 3 giây nha. Mình mà hôn Simmy á thì chắc là Simmy bất ngờ lắm nhỉ. 3, 2, 1. Trời đất ơi, cái ông này. Mình còn có một món quà bí mật cực kỳ bất ngờ muốn dành tặng cho Simmy nữa. Các bạn hãy ấn like trong vòng 3 giây để biết món quà đó là gì nha. 3, 2, 1. Sim ơi, Kai có một món quà nữa muốn dành tặng cho Sim nè. Hả? Một món quà sao? Cảm ơn Kai nhiều nha. Yêu Kai quá à.